Bảy gắn miền quê tiếp tục xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì em trở lại cái luồng bảy huyền thoại lúc trước á, cô chú anh chị. Còn quá trình hôm nay thì em đi thăm chỉ có 20 cái bảy nha. Còn hành trình của em thì đây, vẫn là chuột, lúa, dưa leo. Đây, về hai túi lưới. Còn hôm nay thì nói thiệt với cô chú anh chị mình thì em vừa thăm vừa chạy. Tại vì nhà em thì có lãnh đồ đám cưới đám tiệc đồ đó cô chú anh chị. Nhưng mà hôm nay thì xe tôm lên là mới báo em hồi nãy là về hơi sớm. Thành ra em tranh thủ em thăm. Em thăm nhưng mà thí dụ mà có trễ thì em thăm không biết được nhiêu bẫy là hay bao nhiêu nha. Còn hôm nay thì nói chung ra cái clip này ít hay nhiều gì em cũng vừa gửi đến cô chú anh chị mình xem để giải trí. Còn hành trình trễ hay sớm thì cái thành phần đó bà con mình thông cảm giùm cho em. Rồi bây giờ cũng tới địa điểm cái bẫy đầu tiên luôn. Ba cái bẫy này chiến vừa rồi thì em tính chạy nền đó. Nhưng mà chiến này cũng tính chạy nền nhưng mà không kịp rồi bà con ơi. Chiến này thì mình chỉ thăm thôi. À, mới vô cái đầu tiên có đồ luôn. Có đồ nhưng mà Em nó bị gió xí chuột mình xử rồi bà con ơi. Em nó lú đầu ra, lư 8 ly mà còn vậy đó. Rồi ca này thì vô ca khó để em xử lý cái em đặt lại nha cô chú anh chị. Hôm nay tranh thủ đi xếp về. Rồi thêm dự báo thời tiết báo là có bão vô nữa đó bà con. Bão này 20 năm mới trở lại một lần. Bão khá là to. Đây, tới cái bẫy tiếp theo. Rồi cái bẫy tiếp theo của em thì sao nặng cái đầu này. Lúa lên. Bật ghệ đồ bịch chịch hết trơn. Cái này đem về trồng là mau. Mau lên lúa lắm nè cô chú anh chị. Đây là cái bẫy cuối cùng của khu này luôn bà con ơi. Nhưng mà bên kia người ta có người, ta đang xịt thuốc ba cái bưởi. Thành ra em nói nhỏ nhỏ và còn mình thông cảm nha. Đó, tiếng máy người ta đang chạy bạn đi. Cái bầy em ở trong này. Cái phần có gì không? Cái này thì chuột mình mất tiêu rồi. Còn đây thì bây giờ mình vô địa điểm mới của chú anh chị. Hỏi sao thường thường em thăm ở trên em thăm xuống mà bữa nay ở dưới em thăm lên. Là tại vì cái khu đó hôm nay người ta gan người ta làm đồng quá bà con ơi. Ta gan người ta phát có giường. Rồi thôi thì trước sau mình cũng phải thăm thôi. Chứ không đường nào. Tại vì ở đây em có hai luồng bẫy. Hai luồng mà nối đuôi nhau mà hai luồng này thì nói thiệt với cô chú anh chị mình thì nó còn là khoảng chừng 47. Thì em chia ra em thăm. Đây. Rồi. Mới vô cái đầu tiên của địa điểm mới nè cô chú anh chị. Dịch ra thấy em nằm ổng lỏng. Đó. Ít gà cũng phải dày cho em chứ. Khá là ngon nha bà con. Hai cái luồng bẫy này lúc trước thì em nói bà con mình gần 60. Rồi em cứ chăm. Chăm vô thêm. Tại vì nó hao đó. Rồi bây giờ em thì bẫy thì không còn để mà chăm nha. Thì thành ra em mới để vậy. Là hai luồng nãy giờ em tính rồi. Còn khoảng chừng 40 à. Trong khi đó là em chăm vô là tính ra tới thì giờ này là cả 170 rồi đó bà con. Ra đây em. Ra. Anh biết gì anh gấp. Đúng rồi, thẳng ra luôn. Thẳng ra. Sao kỳ vậy? Ừ, đấy nè. Ra nè. Ra. Mất thời gian anh. Đúng rồi. À, khá là ok.
với em hành này vô túi, vô túi rồi, ngon lành cành đào bà con ơi. Mới vô cái đầu tiên hồi nãy thì có đồ nhưng mà mình xài không được nhưng mà vô tới địa điểm mới là cũng vô cái đầu tiên, thấy gì là thấy từ từ vậy ha. Mong rằng thăm 20K7 này có cái clip quýp quýp gửi đến cô chú anh chị mình, không có thì ít ít cũng được. Khu hồi nãy thì 37, mới đi vô cái đầu tiên có đồ nhưng mà xài không được. Tới cái khu này thì 47, mới vô cái đầu tiên có đồ nhưng mà mình xài được nha. Đây, cái này là cái bẫy thứ hai, cái bẫy thứ hai của cái khu mới sau này. Ồ, em mới vừa dịch dịch cái bụi cỏ ra thì em thấy con chuột nó còn tung tăng. Em nó còn ngồi trong ngóc trong bà con ơi. Cái này thì mình phát lương cho em nó ha. Vừa leo thì thay nước, còn lúa thì cho em nó dùng. Và bên cái góc bên đó đó, em cũng có một cái, rồi ra ngoài kia một cái nữa, là kết thúc khu này. Ồ, đi ngang cái cầu này sao bựa quá bà con ơi. Nói em mới đi bên kia, em có đi gãy hết cây cầu. Nếu như cực chứ anh chị, cô chú anh chị mình xem thấy nhớ đừng like em giùm em, cảm ơn. Em gãy cái cầu em chèm nhẹp chèm nhem hết trơn này. Đây, cái bẫy em ở dưới này. Sau đây chưa thấy gì. Rồi thấy rồi, con chuột mình mất tiêu bà con ơi. Còn đây là cái bẫy cuối cùng của khu này luôn cô chú anh chị. Rồi bắt đầu mình đi qua khu khác. Cái bẫy em nằm dưới đây. Cái này thì em đặt ở dưới đường mương nha, tại em thấy cái đường mương này cũng khá là cao. Nhẹ quá, gỡ lên quần tay đồ. Ý, vậy mà có. Đây được con hữu hành bà con ơi. Ngon lành, ngon lành. Em né trên kia, người ta cắt cỏ, người ta phát cỏ nghe hù hù ra né. Né đã đời xuống dưới này thì cũng nghe hù hù luôn cô chú anh chị. Cái khu ở bên kia hồi nãy em nghe tiếng mấy phát cỏ cắt dữ rồi, nhưng mà bây giờ mình xuống đây rồi, bây giờ bắt buộc mình phải thăm thôi. Ra em, ra nè. Tại sao kỳ vậy? Dục. Tại hôm nay nói chung ra em hơi gấp nghe cô chú anh chị, có gì sơ sót rất mong được cô chú anh chị mình bỏ qua cho em cảm ơn rất nhiều ạ. Vô túi em. Ngon lành, ngon lành. Rồi, tạm thời thì em ốp máy ở đây bà con ơi. Còn đây là cái bẫy đầu tiên của khu mới luôn cô chú anh chị. Em thì nói chung ra từ hồi đó tới giờ cũng như vậy, đặt không có nhiều nha. Khu 347, 347 thì mình đặt như vậy đó. Một là nó thưa bẫy, mình về nền chạy tới chạy lui thì nó đỡ được cái cực. Còn hai nữa, cái tỷ lệ hao bẫy á, nó cũng rất thấp nha cô chú anh chị. Nhưng mà ý vậy đó. Ý vậy đó mà em làm bẫy còn muốn không kịp. Đây, tới cái bẫy của em. Cái này thì em mới chạy nền chiến vừa rồi. Dịch dịch ra coi có phân không. Có phân mới có kiền. Phân đâu không thấy, thấy con chuột mình mất tiêu rồi bà con ơi. Ở đây em cũng có một cái. Cái này nó ngay chạy lúc trước chạy em lắm cô chú anh chị ơi.
một con cũng có mà chị, hai con cũng có nha. À, đây tới cái bẫy của em. Hôm nay thì sao? Ồ, bởi vì em nói chị im lắm mà. Đây nè cô chú anh chị, không biết trá nắng bà con mình thấy không, để em che lại ha. Ồ, cứ cái gì không biết chứ đi lại mà vậy là thấy phái rồi. Cũng tạm được nha bà con, cũng khá là ok. Ồ, đây còn hũ hành ngon lành cành đào nha cô chú anh chị. Chuẩn bị nè em ơi. Đúng là cái nền này quá im luôn của chú anh chị ơi. Các anh em, đồng này này. Ôi em nó đang ngủ hay gì bà con ơi. Đúng rồi. Con này khá là phê nha cô chú anh chị. Con hành này tầm giá khoảng nửa ký gì bà con ơi. Hành nhì vô ngon lành. Vô vô vô. Bên kia thì mình còn có một cái nữa thôi cô chú. Còn có một cái nữa thì kết thúc khu này. Còn cái bẫy này thì chiến vừa rồi á, nó dính cái con hổ ngựa mà muốn bích lợp luôn đó bà con. Cái này là cái bẫy cuối cùng của khu này nha. Đây, quẹo qua đây. Trong quá trình hôm nay thì em đi em có hơi gấp, thành ra em đi nhanh. Nếu lỡ có rung có lắc gì cô chú anh chị mình thông cảm nha. Đây, hôm nay sao đây, khui hàng cái coi, dịch dịch ngay cái đầu mà hôm không thấy phân. Không thấy phân nhưng mà cũng có cảm giác bà con ơi. Cái cảm giác này đây này khá là ok với con hữu hành ha. Em này vô hồi nào mà sao không thấy phân. Ồ, phân có bà con ơi, em này giữa lòng. Đến giờ này thì em thấy chạy có lý quá cô chú anh chị. Mà không biết còn phút sau nói sao nữa thì mình không biết ha. Vô khu này. Khu này ba cái. Ba cái mà mình làm được hai em. Cũng khá là ok không. Đó. Đây. Khá là ngon nha bà con. Con này thì hàng nhì nữa cô chú anh chị ơi. Vô vô túi nha em, vô. Năn nỉ em luôn đó, năn nỉ luôn đó, cho nó nhanh nhanh chút xíu à. Ừ. Coi bộ vậy mà khó ha, năn nỉ mới chịu vô ha. Rồi tạm thời thì em ốp máy ở đây nha cô chú anh chị. Còn cái khu này ở đây thì chuyến vừa rồi em có chạy nền 27. Mà hôm rồi em đi vô em chạy nền á thì không có đánh đổi, hôm nay em đi vô ta sạch thuốc cỏ quéo hết trơn rồi cô chú anh chị. Đâu rồi? Nếu bước qua đó, nếu bước qua đó là cái bẫy em nằm khu vực này. Rồi cái đống lá chuối em đậy thì còn đây. À, cái nền bẫy em thì ở trong này. Lúa thì còn đổ đây cô chú. Đây. Nè, miếng bạc chuột cắn xanh xanh thì còn ha. Nhưng mà cái bẫy thì mất thôi nha. Mới chạy nền hai cái chuyến vừa rồi. Chuyến này trước mắt đi vô thấy hai con cái rồi đó bà con. Rồi vậy là ở đây thì mình còn có một cái thôi. Chạy nền hai cái mà mới vô mất hết cái rồi. Không biết cái thứ hai này nó còn hay là không nữa đây bà con ơi. Trông cho nó còn. Mà cũng trông cho nó dính. Để gỡ lại cái bẫy mình mới mất nha. Cái nền này thì em thấy em cũng ưng bụng lắm.
bẫy thì còn đây. Nhưng mà sao bẫy thì còn, ồ có đồ mà nó dính cái con gắn mối chứ không phải không phải con gắn hua hành nghe cô chú anh chị. Là tất nhiên con chuột mình nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Còn cái bẫy này thì nó cũng như là cái bẫy huyền thoại của em vậy đó bà con, cao lắm là ăn cử nha, còn không thôi nó chạy đều bẫy luôn, thấy ham hết biết. Thành ra cái bẫy này cũng như cái bẫy mồ côi mà em không có chạy nền đó nè, cái bẫy em ở dưới này phải không ta, đó anh đây, bên đây bên đây. Hôm nay cỏ tốt quá mình nhìn không ra. À, có dấu hiệu gì không? Chuyến này thì chuột của mình vẫn còn lông nhông. Giờ ở đây thì em còn có 2-7 thôi bà con. Hồi nãy bên kia thì em có dính được một con nhưng mà con nhỏ. Cái đó em quay cho bà con mình xem không được là tại vì người ta đang cưa cây ở đó. Còn cái bẫy này chuyến vừa rồi em tính thu nè. Em tính thu em chạy nền. Nhưng mà nó chạy cái con hữu hành khá là to. Thành ra em tiếc em để lại. Rồi em mới chạy nền bên kia thêm một cái nữa. Đây các bạn em ở dưới này. Cái này sao lú ra dữ bà con ơi. Cái này ồ, có cục phần to đùng luôn nè cô chú anh chị. Đây nè. Ồ, vô vô kèo bà con ơi. Đây con hữu hành nha, rồi để em bắt ra luôn. Dậm dậm cái cục phân nó rớt xuống bà con ơi, để em thôi đi đợt sau đi lại thăm mà thấy cục phân mà không thấy em nó cái đổ thừa mất công. Con này cũng khá là ok nghe cô chú anh chị, con này ăn hành nhì nha. Rồi tạm thời thì em ấp máy đây ha, tại vì em ngồi sát mấy đường. Giờ còn cái bẫy này thì em mới chạy nền chuyến vừa rồi luôn cô chú, mà cái này cũng là cái cuối cùng của khu này luôn nha. Đây tới cái bẫy em mày. Cái bẫy em đặt khá là đơn giản luôn nha cô chú anh chị, mới chạy nền chuyến vừa rồi, chuyến này sau đây. Màu xanh hy vọng của em thì thấy vẫn còn. Có đồ luôn bà con ơi. Dù khu này phê thiệt của chú anh chị ơi. Đây nè. Đó. Phân thì nó để lại hai bên. Ngay đầu hôm. Rồi con này thì cũng tạm được nha bà con. Rồi đây mà nó có hơi chá nắng gì đó bà con mình thông cảm ha. Chuẩn bị nè em ơi, chuẩn bị về đổi vô ra cho lộn. Khá là ok cô chú anh chị ơi, ngon lành cành đào. Dù khu này dính thấy khề khề nha cô chú. Vô túi, vô túi. Đó. Tại sao kỳ vậy? Hành không bà con ơi. Rồi, mình thì còn mấy cái nữa thôi là kết thúc chuyến thăm mẩy hôm nay. Rồi, tạm thời em ấp máy ở đây bà con ơi. Hôm nay thì em dự định thăm 20 cái bẫy đó cô chú anh chị. Nhưng mà giờ này thì đồ mình cũng về tới rồi ha. Xe mới điện, tôm gần về tới rồi cô chú anh chị ơi, em lấy tôm em giao đám đó. Thì thành ra em tạm thời em tạm ấp máy tại đây, em tạm ngưng thăm bẫy. Còn hành trình chuyến lợi phẩm của em hôm nay thì nói chung cũng khá là phê nha cô chú anh chị.
Hành không ha, khá là ngon, với mười mấy cái bẫy. Đây, em đem theo là 20 bịch lúa. 20 bịch lúa, nhưng mà đến giờ này thì mình còn lại là 2, 4, 5 bịch. 5 bịch là tất nhiên em thăm mới có 15 cái bẫy thôi. 15 cái bẫy mà trong khi đó thì mình mất hết một cái nha cô chú anh chị. Là còn 14 cái bẫy nhưng mà dính cũng khá là ok nha. Rồi nếu như cô chú anh chị xem clip em thấy có thương, nhớ cho em xin một like và một đăng ký ủng hộ. Và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đó là động lực cho em làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều, hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau.